Thế là em mới quyết định là rủ Uyên đi chơi thử. Cái buổi đầu tiên gặp nhau đó là đi chơi tới 2 giờ sáng luôn. Giống như là đi chơi xong rồi ngồi bờ hồ tâm sự, không biết tâm sự chuyện gì mà tới 2 giờ sáng luôn. Nhưng mà bây giờ không có chỗ ở, em cũng không biết sao hết. Vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh. Cái đó là cha mẹ phải đồng ý đúng thôi. Nên là em trong một cái hội nam sinh ở Mỹ, trong một cái lúc là tiệc tùng thì hôm đấy Uyên cũng tham gia, cũng đang nhảy nhót thì đột nhiên có một cái gì đó bay qua từ bên này sang bên kia phòng và đập vào tường vỡ tan. Thế tất cả mọi người đang hoảng thì em quay sang nhìn Uyên, em thấy đầu Uyên đang chảy máu dòng như này. Cái gì? Thế em mới hoảng quá. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Chắc em bắt đầu trước. Em tên là Triệu Quân. Dạ, hiện tại thì em đang là co-founder và CEO của một công ty startup. Startup về gì Quân hả? Về trong lĩnh vực skincare. À, skincare. Dưỡng da. Oh. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 97, năm nay em 27 tuổi. Bằng trái phi đó. Rẻ mà giỏi quá. Hả? Rồi mời vợ của Quân à. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Sabrina Uyên Lưu, năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 98. Hiện tại em đang làm công việc là sáng tạo nội dung ạ. Sáng tạo nội dung. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, hai tụi em mới đám cưới hồi cuối tháng 2 năm nay. Dạ, cũng son mà son, ơi là son á. Giống như son mới mua á chị. Son mới mua luôn á chị. Hình như là hai vợ chồng có một cái lễ cưới rất là ấn tượng, được tổ chức ở trên máy bay, trên trực thăng hay là trên du thuyền đó. Du thuyền đó. Du thuyền đúng không? Dạ. Các em chia sẻ chút xíu về cái lễ cưới của em đi. Dạ, lễ cưới được tổ chức ở trên du thuyền ở trên vịnh Hạ Long. Cũng nhiều người hỏi là bọn em có quê ở Hạ Long hay không, nhưng mà không có liên quan gì đến Hạ Long hết. Mà lý do là bởi vì bọn em có bạn bè nước ngoài tới tham dự và bọn em muốn chọn một cái địa điểm ở Việt Nam có ý nghĩa về mặt du lịch và văn hóa, nên là chọn vịnh Hạ Long. Bạn bè tụi em là bạn bè nước ngoài á, chiếm bao nhiêu phần trăm cái số lượng khách mời? Dạ chắc khoảng 50%. Dạ, tại trước đây là hai đứa tụi em là đi học đi làm ở Mỹ, nên là có nhiều bạn là bay từ Mỹ về, hoặc là bạn bè Việt Nam thì cũng đi du học và ở lại làm việc ở nước ngoài nhiều á anh chị. Nên là các là bạn 50%. Dạ. Bây giờ là các em là sinh sống là chỉ ở Việt Nam thôi. Dạ. Hay là bay đi đi về về? Dạ, tụi em hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn. Dạ. Dạ. Hai đứa mới về nước đây đúng không? Dạ. Tụi em về được khoảng 1 năm rưỡi. Dạ, 1 năm rưỡi. Bây giờ chia sẻ cho anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau nè? Rồi gặp ở Việt Nam hay gặp ở nước ngoài? Tụi em gặp nhau vào tháng 8 năm 2019. Hôm đó là có một cái sự kiện networking cho tất cả những người Việt ở Mỹ. Wow. Du học sinh và đang đi làm tại Mỹ tới để làm quen, gặp gỡ nhau và học hỏi thêm. Xảy ra từ bang nào? Xảy ra ở Boston, là nơi Uyên sinh sống. Nhưng mà là bạn này phải bay qua. Dạ, đúng rồi. Bữa hôm đó khi mà em tới thì em nhìn thấy Uyên từ đằng xa. Xa lắm, nên là không xa không nói chuyện được. Nhìn từ rất xa là em để ý thấy Uyên rất là xinh và em rất là ấn tượng với nụ cười của Uyên. Xong rồi lúc đấy em cũng ngại lắm, em cũng chưa dám bắt chuyện, nhưng mà em cũng hỏi han xung quanh, có một số anh chị cũng quen biết Uyên. Thế mới phát hiện ra là lúc đấy Uyên đã có người yêu rồi. Sau khi nghe có người yêu rồi là mình có tự rút lui không hay là vẫn tìm đến? Cuối cùng thì em chỉ có add Facebook và để đó, và tụi em không nói chuyện với nhau trong vòng mấy tháng tiếp theo. Trong đám đông rất nhiều người thì có ấn tượng gì với chàng trai này không? Anh nổi bật lắm, tại vì anh rất là cao mà anh rất là trắng, cho nên là nhìn là em thấy liền, em tưởng anh Việt Kiều không à, tại phong cách ăn mặc nữa anh chị, thì em thấy anh cũng đẹp trai. Giờ lúc đó tại vì mình có người yêu nên là em cũng không có nói chuyện. Đến khi nào thì hai đứa mới có cơ hội để mà trò chuyện với nhau rồi tìm hiểu nhau? Dạ, đó khoảng cỡ nửa năm sau thì là cái đó là mùa đông, tụi em được nghỉ ở bên Mỹ, cho nên là cả hai đứa đều về Việt Nam thăm gia đình. Thì em mới có dịp là đi ra Hà Nội du lịch chơi với bạn. Cái em mới đăng cái story lên trên mạng thì cái anh này ảnh thấy là em tới Hà Nội là giống như quê hương của ảnh. Cái ảnh mới nhắn tin kêu là em tới Hà Nội chơi hả, có cần tourist guide? Dạ đúng rồi, để anh dẫn đi giới thiệu này nọ. Thì lúc này là em là độc thân rồi, cho nên là em thấy cũng được, cơ hội đã đến rồi. Dạ. Tại sao mình lại nắm bắt nhỉ? Thế là em mới quyết định là rủ Uyên đi chơi thử. Cái buổi đầu tiên gặp nhau đó là đi chơi tới 2 giờ sáng luôn. Giống như là đi chơi xong rồi ngồi bờ hồ tâm sự, không biết tâm sự chuyện gì mà tới 2 giờ sáng luôn. Trước khi gặp lại Quân thì em hình dung cái người đàn ông này như thế nào? Dạ, nhìn hình ảnh của ảnh trên mạng ăn chơi lắm. Giống như là ảnh toàn mấy cái hình đi chơi xong rồi, nói chung nhìn ăn chơi lắm. Đi club đó hả? Dạ, giống vậy á, đi party ở Mỹ á. Đó. Bad boy đó. Dạ, bad boy. Lúc gặp lại thì em rất là bất ngờ, tại vì ảnh nói chuyện rất là lịch thiệp,
lịch sự, nhẹ nhàng, không có gì là kỳ cục hết. Không có là không có sắc mà cũng không có phải là bất cần đời, không có lạnh lùng. Sau cái bữa hôm đó là tụi em sẽ bay về Mỹ luôn, em bay về Mỹ đi học lại. Thì ở Mỹ thì tụi em ở rất là xa nhau, cho nên giống như là cái đêm đó là lưu luyến vậy đó, nên tụi em mới là ráng là đi chơi cả đêm. Bay về Hà Nội đi qua Mỹ luôn. Dạ, Hà Nội về Sài Gòn cái là qua ngày hôm sau em về luôn. Tụi em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ tới đâu tính tới đó, cũng không có biết sao hết. Thì tụi em nhắn tin một thời gian tiếp khoảng cỡ một tháng. Sau đó thì tụi em có dịp gặp lại nhau. Trong cái lần gặp lại nhau này thì là tụi em quyết định là tiến tới chính thức yêu nhau. Đó, là anh ở đâu? Dạ, giống như là em xuống trường của ảnh chơi, thăm trường của ảnh. Cái đợt đó là bắt đầu đó cái dịch Covid. Dạ. Vậy thì hai đứa có những cái khó khăn gì về từ Covid không? Dạ, thì tụi em bắt đầu yêu nhau là được cỡ một tháng là Covid. Thì trong một tháng đó là vẫn yêu xa, vẫn nhắn tin. Xong rồi tự nhiên Covid, cái là trường em mới bắt là tất cả học sinh phải dọn ra khỏi ký túc xá. Tại vì giống như ở đông một chỗ thì nó sẽ lây, nên là bắt dọn ra hết. Thì nhưng mà em không có người thân, em không có ai ở Mỹ hết, em không có chỗ ở. Cái tâm sự với ảnh, cái anh mới nói thôi hay giờ em xuống ở với anh luôn đi, anh thuê nhà ở ngoài nên là anh có chỗ ở, hay thôi giờ em xuống ở với anh luôn đi. Lúc đó là mới yêu nhau được có một tháng thôi, nhưng mà bây giờ không có chỗ ở, em cũng không biết sao hết. Vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh. Cái đó là cha mẹ phải đồng ý. Đúng thôi. Đúng rồi. Vậy thì trong cái giai đoạn đó có cái gì, cái sự cố gì nó xảy ra không? Có một sự cố lớn. Đâu, kể nghe coi. Lúc nãy Uyên có nhắc tới là hồi đấy em cũng hơi hình ảnh bad boy. Nên là em trong một cái hội nam sinh ở Mỹ, trong một cái lúc là tiệc tùng, thì hôm đấy Uyên cũng tham gia, cũng đang nhảy nhót. Thì đột nhiên có một cái gì đó bay qua từ bên này sang bên kia phòng và đập vào tường, vỡ tan. Thế tất cả mọi người đang hoảng, thì em quay sang nhìn Uyên, em thấy đầu Uyên đang chảy máu dòng như này. Cái gì? Thế em mới hoảng quá. Thế là tất cả mọi người dừng việc tiệc tùng lại và xem là Uyên bị làm sao. Có một cái bạn á, bạn cầm một cái chai rượu không, giống như bạn ấy chơi đánh bóng chày. Cái xong cái chai rượu nó tuột khỏi tay bạn rồi nó đập vô đầu em. Dạ. Nên là nó chảy máu và sau đó em đi khâu 6 mũi lận. Rồi lúc đó là bạn có biết chăm sóc em không hay là... Dạ, anh khóc quá trời khóc. Qua ngày hôm sau á, cái mấy bạn khác nói lại là trời ơi, tao không biết là đứa nào khóc nhiều hơn mày hay là thằng Quân nữa. Mấy bạn nói vậy. Nhìn gì mà mít ướt quá. Dạ. Nghĩa là cái lúc đấy em mới hiểu được cái cảm giác. Tại vì hôm đấy lúc bọn em đi ngủ thì tự nhiên có một cái người đứa bạn nói là bọn em là chẳng may nó bị chấn thương đầu, là có thể Uyên sẽ ngủ mà không tỉnh dậy. Nên hôm đấy tối em đi ngủ em rất là buồn và em rất là lo lắng. Và em mới nhận ra được là em sẽ không thể sống thiếu được cái người này. Trời ơi, giờ nó còn xúc động. Nó còn xúc động nữa. Cái mong manh giữa cái mất còn á ha. Đúng vậy. Cái câu mà giống như là ngủ là không thức dậy á, nó khủng khiếp lắm. Dạ. Rồi sau đó thì có lần nào là có ý định ra riêng nữa không? Dạ cũng có. Vẫn đòi ra riêng nữa. Tại lúc đó là khi là giai đoạn gì? Dạ là cũng qua cái đợt đó rồi. Nhưng mà tại vì vừa mới yêu nhau là dọn vô liền, nên là nhiều khi tụi em nghĩ chứ hay giờ mình dính với nhau hoài, mình có giống như cản trở cái sự phát triển bản thân của mỗi người không. Thì sau khi mà ảnh tốt nghiệp đại học xong á, ảnh tìm được một cái công việc tốt. Còn em thì muốn đi học thạc sĩ nữa. Cho nên em mới nói chứ thôi bây giờ mình tách ra ở riêng đi, rồi mỗi đứa là tự lo cái con đường của mình. Thì tụi em mới tách ra ở riêng. Nhưng mà không có chịu nổi. Tụi em ở riêng xong rồi thấy nhớ nhau dữ lắm. Cái tối tối mà phải đi ngủ một mình á, anh gọi điện FaceTime cho em xong anh khóc. Cái gì? Anh khóc nói chưa? Phải ngủ một mình. Không có nhớ mà nhạc. Tụi em nhớ nhau dữ lắm. Mỗi lần mà anh qua ăn cơm xong tới cái đoạn mà anh phải lái xe đi về á, là giống như là ôm nhau, không có muốn rời xa nhau vậy đó. Cho nên tụi em ở riêng được có 2 tháng rồi. Cái dọn lại nữa, sắp lại nữa. Cái người nào mà cho tụi em mướn nhà mệt thì phải công nhận. Đúng không? Cái người mà cho mướn mệt mỏi quá đi. Rồi nói chung là hai gia đình có ủng hộ hai đứa không? Dạ chuẩn vía là ủng hộ dữ lắm. Quen nhau ngày hôm trước là ngày hôm sau ảnh về anh nhắn tin cho ba mẹ là con có bạn gái rồi. Nên là ba mẹ ảnh add friend em trên Facebook. Tụi em tốt nghiệp. Dạ. Rồi sao không tìm việc bên đó mà lại về Việt Nam khởi nghiệp? Dạ tụi em cũng ở lại đi làm ở bên Mỹ một thời gian. Một năm không? Dạ cũng được, em là cũng được 2-3 năm á. Còn ảnh là được 1 năm. Rồi xong cuối cùng là đứa nào là người khởi xướng cái việc mà về Việt Nam khởi nghiệp? Dạ chắc là cùng nhau á. Là ảnh là đam mê khởi nghiệp dữ lắm. Cho nên là cả hai đứa tụi em thấy là thôi bây giờ mình đi làm ở Mỹ một thời gian rồi, cái môi trường ở Việt Nam nó cũng trẻ năng động, mình về mình trải nghiệm thử. Nên tụi em cùng nhau về. Bây giờ mình tới cái phần kia đi. Tới cái phần kia nó hấp dẫn lắm. Về ở chung nhà với là có một thời gian ở chung với nhau như vậy rồi. Dạ. Thì bây giờ tới cái phần khui thật xấu. Đó. Thôi giờ Nguyên trước đi. Dạ. Thấy hiền lành, rất là yêu thương em.
lịch lãm. Đẹp trai có tật xấu gì không? Dạ, để chắc đẹp trai được không? Giống vậy là, để điều tra được giống vậy là anh vuốt tóc lâu lắm. Vuốt tóc từ trong nhà tắm vô tới phòng ngủ, cứ chỗ nào có cái gương là anh đứng lại. Vậy hả? Đừng nói lâu rồi tôi... Đừng có nói cái chuyện vuốt tóc, anh Thuận anh buồn. Tôi là chỉ có ủi tóc thôi chứ không vuốt. Không ủi nữa, rửa đầu thôi. Sáng là chỉ cần rửa đầu sơ cái là đi. Đúng rồi. Trời, mười mấy năm rồi không có cảm giác vuốt tóc. Bữa nay em vuốt hết thời gian bao lâu nè? Bây giờ em phải cho em cơ hội để em thanh minh. Thôi nói đi nào. Thật ra là em vuốt tóc lâu bởi vì quá trình chuẩn bị buổi sáng của em chỉ có mỗi cái công đoạn vuốt tóc thôi. Nhưng mà cái tổng thời gian vuốt tóc của em thật ra nó vẫn nhanh hơn là cái tổng thời gian gọi là chuẩn bị sẵn sàng của Uyên. Hôm nay là em chỉ vuốt hết khoảng 20 đến 30 phút thôi. Trời ơi, còn bao nhiêu nữa là. Nói chung chủ yếu là ảnh rất là từ từ, rất là chill. Cái phong cách của ảnh là như vậy đó. Còn em là thích ngoài chill rút tóc ra còn chill cái gì. Dạ đúng rồi, thì cứ chill vậy. Tất cả mọi thứ. Dạ, sáng ngủ dậy là mở nhạc, xong rồi pha cà phê. Biết đánh đàn không? Dạ biết đánh đàn, đam mê ca hát âm nhạc lắm. Rồi gì nè, ngủ sao ngủ có hay ghét hay là mớ gì không? Trời ơi, anh ngáy to dữ lắm anh chị ơi. Cái đó hồi mới yêu nhau á, anh đâu có ngáy đâu. Sao tự nhiên yêu nhau được mấy năm rồi bắt anh bắt đầu là ngáy. Rồi giờ anh cơ địa to thay lắm. Đổi đó. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì? Nói chung là cũng không phải là anh muốn ảnh thay đổi gì hết trơn á. Chỉ có cái là bớt vuốt tóc lâu. Bớt chiêu chiêu lại. Rồi tới Quân đó. Về có nhiều chuyện lắm. Bây giờ được cái đầu tiên em nói tới là Quân hay phàn nàn nhiều thứ về em như là tất cả những cái mà Quân vừa mới nói. Chuyện ngủ ngáy thì thật ra em cũng rất là cố gắng, em khắc phục cái điều đó. Em cũng lên mạng em mua đủ thứ rồi dán mũi để nó mở mũi ra. Rồi hôm trước em mới mua cái máy mới là cắm vào mũi đi ngủ. Nhưng mà không được. Trên mạng đúng không? Trên mạng quảng cáo đúng không? Không hết, không hết. Không, không, anh có luôn nè. Mua về xong rồi Uyên kêu là không ngáy nhưng mà thở to quá. Thế là lại vẫn chưa được. Nhưng mà riêng về cái vụ ngủ ngáy hôm trước em vừa phát hiện ra. Em hôm đấy em khó ngủ, thế là em lại ngủ sau Uyên. Thế là Uyên ngủ trước, em lại Uyên đang ngủ thì tự nhiên em thấy Uyên hơi ngáy nhẹ. Thế là em mới suy nghĩ trong đầu chứ. À hóa ra là Uyên cũng ngáy. Nhưng mà có cái này nó lại nghĩa là Uyên vừa mới ngáy xong thì Uyên bắt đầu tỉnh dậy và đẩy em và kêu là anh đừng có ngáy nữa. Thế là em thấy kiểu ôi kiểu hóa ra bao lâu nay là toàn là như thế. Toàn là đó là xấu đó. Đúng vừa đó. Gấp nửa bỏ tay người, gấp ngáy bỏ vô miệng người khác. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi tiếp tục. Thỉnh thoảng hay la em, ví dụ như là lúc mà em chậm quá, em vuốt tóc lâu quá thì hay la em là nhanh lên hay là đi làm cái này cái kia đi. Hoặc là nhiều lúc em muốn thư giãn, chiêu chiêu chậm chậm lại, em lôi đàn ra em đánh. Nhưng mà nghĩa là lúc đấy là mọi người đang mọi việc đang rất là rảnh, không ai làm việc gì cả. Em lôi đàn em đánh, em vừa mới đánh được vài ba câu thì lại bận, lại kêu em là đi rửa bát hay là đi quét nhà đi. Nên là không muốn em rảnh. Không, mấy lúc đó là em toàn đang bận làm cái gì xong rồi cần tập trung không mà ảnh tình tính tàn cái em kêu hơi ồn quá, anh đừng có đánh. Đi rửa chén đi. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ dễ sợ luôn. Rồi sao, đẹp gì có máy chụp ảnh không? Chụp ảnh nhiều, nhưng mà... À, nghĩa là... Thì nó lại quay về cái vụ phàn nàn. Nghĩa là em biết là Uyên thích chụp ảnh và em cũng rất là cố gắng chụp các góc khác nhau rồi cũng đào tạo kỹ năng này kia. Nhưng mà lúc nào cũng bị chê ảnh, chụp ảnh xấu. Không, anh chụp nhiều nhưng mà chụp xấu không à. Trời sao em giống tôi quá vậy? Chỉ có em chụp cho người ta ai cũng đẹp cả. Chỉ có chụp cho vợ em lúc nào cũng vàng nàng. Nó sao ông chụp? Thôi cuộc đời này tôi chưa thấy ai chụp hình cho em mà xấu bằng anh. Thôi lần sau đừng chụp nữa nghe. Mà lúc nào cũng kêu em chụp cho nó. Mà hình như nó là quy luật rồi, tất cả những ông chồng chụp hình cho vợ đều xấu á. Không có đâu, em chụp đẹp lắm luôn á chứ. Bây giờ nói Quân muốn Quân thay đổi cái gì? Thì thật ra cái này em cũng nói nhiều lần và Uyên cũng biết và Uyên cũng cố gắng là đang thay đổi để mà nhẹ nhàng hơn với em và ít la hơn. Tất nhiên là về phía em thì em cũng cố gắng biết những điều mà Uyên không có hài lòng lắm với bản thân em cũng có cố gắng nhanh hơn và ít chậm chậm chiêu chiêu hơn. Em nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều đang theo cái đà phát triển của nó được rồi, em không cần Uyên thay đổi gì hơn nữa. Bây giờ chị lại muốn nghe đờn cơ. Em hôm nay em có bây giờ là cái muốn không? Nghe đờn, muốn nghe hát đó. Trời ơi, Nguyên ơi, Nguyên có muốn nghe bạn dạ, hát đúng hôm nay không rồi trong không gian này không ạ? Nghĩa là trước khi mà em muốn nói một chút xíu về cái bài hát này là em định là tập bài này để hát tặng Nguyên trong đám cưới. Thế nhưng mà cái lần mà em tập em lôi đàn ra chưa kịp tập thì đã bị la đấy. Thế là em không tập nữa, em bỏ. Em đâu có biết định đánh như vậy đâu. Em mang đàn lên để em tặng lại cho Nguyên. Đúng rồi. Đưa em về nhà, mây trôi chiều ta
Sao trong lòng muốn lối đi này càng thêm xa. Đưa em về nhà, xe đi tạt ta, đi ngang nhà hát múa ly trà. Vị giống như ngày đầu mới yêu, nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu mà trong đầu không một chút nghĩ suy. Về gần tới nơi mà mình đâu nào muốn rời, còn bao điều chưa kịp trao, thôi đành hôm khác đưa em về nhà. Mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn lối đi này càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi thật tà. Đèn đỏ ơi nếu, nếu như mà được thì đỏ hết, thêm năm thêm bảy ngã tư. Đưa em về, đưa em về, đưa em về, đưa em về. Baby, nếu mà bây giờ em thấy đang hơi cồn cào, vậy thì ta vòng qua quận 5 để đi ăn đồ tàu. Xong rồi ta vòng vóc ngôi bên vòng xa, ta vào trong một chi bên vẫn còn dư thời gian mà. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy. Vì vụ con phố đã qua bao lâu, lòng này cần một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu. Nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu mà trong đầu không một chút nghĩ suy. Về gần tới nơi mà mình đâu nào muốn rời, còn bao điều chưa kịp trao, thôi đành hôm khác đưa em về nhà. Mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn lối đi này càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi tạt tà. Đèn đỏ ơi nếu, nếu như mà được thì đỏ hết, em đang thêm đầy ngã tư. Hay quá, tình tứ quá đi mất rồi. Và bây giờ là coi như là đã đưa về nhà rồi và ở chung luôn rồi. Dạ. Đó, và đi đâu cũng có nhau cả. Cảm ơn tiết mục vừa rồi. Và nó là rất là ý nghĩa và nhìn thấy được cái sự hạnh phúc không chỉ là ở người hát mà người nghe cũng vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây để chia sẻ câu chuyện và chúc cho các em luôn luôn được hạnh phúc, luôn gặp những cái điều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chị. Rồi, giới thiệu về mình. Em tên Thái Sơn, em năm nay 29 tuổi. Hiện em đang làm quản lý về tòa nhà. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Năm nay em 22 tuổi và hiện là sinh viên. Chi vẫn còn đang đi học hả? Dạ, dạ em đang học thêm vậy? Văn bằng 2 nữa. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng, làm ô cũng mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà cái quá trình quen nhau lâu chưa? Dạ, em tụi em là làm lẹ lắm anh. Đừng nói quen nhau 7 tháng cưới nhau mà. Không có, quen nhau có 4 tháng anh. Quen được 4 tháng là ảnh xuống nhà em hỏi cưới luôn rồi. Chà, dữ dội nha. Cô sinh viên này khá là xinh xắn cho nên là chắc chắn là trong cái chuyện mà tình cảm các bạn là chắc chắn là anh này mê mẩn với cô này đúng không? Ai mà không thích cái đẹp anh. Em gặp bạn này ở đâu? Dạ không, này thì để vợ em nói. Ủa là sao? Cách đây khoảng 11 tháng á, em gặp ảnh lần đầu tiên ở quán ăn. Lúc đó là ảnh đi ăn với người yêu của ảnh. Xong rồi em quay lại em kêu tính tiền á, thì em thấy anh này quen lắm luôn, gặp ở đâu đó rồi. Khi em đi về em mới lật Zalo của em ra coi thử. Thì ảnh với bạn em cũng lâu lắm luôn rồi, tầm cả năm trời em không thèm trả lời. Xong rồi tối đó em mới giả bộ nhắn tin hỏi là có phải anh đi ăn với chị người yêu không. Khi hai đứa nói chuyện qua lại. Rồi nói chuyện qua lại. Dạ, ảnh kể với em là ảnh sắp chia tay với người yêu rồi. Ảnh buồn quá. Vậy đó hả? Chia tay mà có kế hoạch luôn hả? Dạ. Có hết chị. Ở sao thay sợ? Dạ, thì cũng đang cãi lộn với bên kia, cũng sắp chia tay rồi. Nhìn có đâu có con bé xinh xinh vô chạy vô hỏi mình. Vậy thì mình mới... Mạnh dạn chia tay. Mạnh dạn chia tay luôn. Anh nói với em á là kiếm con nhỏ nào bạn em á là mai cho ảnh đi, anh buồn dữ quá. Mà em thì bạn gái em nhiều lắm, mà em kêu đưa số điện thoại cho là không chịu lấy, cứ ngồi nói chuyện nghe miết vậy đó. Nói chuyện cái hồi cái 2-3 ngày sau cái xưng vợ vợ gì á. Cái là ảnh nói hẹn là thứ bảy tuần này đi ăn với anh nha, đi chơi bạn bè thôi. Xong rồi em mới đi. Rồi khi mà lên rồi gặp nhau thì sao chị? Cũng mắc cỡ. Tại vì em chưa bao giờ gặp cái kiểu mà chá trên mạng xong ra ngoài gặp. Thành ra em cũng run lắm. Mà gặp ảnh cứ nhìn em ăn mà cứ nhìn em cười, em ngại không chịu được. Kêu đồ ăn ra ảnh không ăn, nhờ ảnh nhìn em cười không vậy hả? Dạ, em tưởng là mặt em dính gì hay là sao đó làm em ngại muốn chết luôn. Tại vì bình thường nói chuyện thì là rất dữ, anh hiểu không? Nhưng mà ra gặp em cái ngồi giống như là e thẹn lắm hay này nọ, mắc cỡ hay gì. Im re ăn cũng từ từ hay gì đó. Không, mà tính em ăn thì từ tốn. Anh tưởng em diễn hay gì á. Nhưng mà cái ấn tượng của em gặp cổ ở ngoài đời á thì là lúc đó cái ấn tượng của em. Chị biết chơi mạng mà, thường thường là 360 độ là nhiều lắm. Mới đầu mình cũng lo sợ em này, lấy em này đi vô trong 360 độ xong ra ngoài rồi có gì này nọ khác không.
Nhưng mình ra mình nhìn thấy cũng ok, cũng xinh, cũng mắt to rồi da trắng rồi này nọ. Tính em thích trắng. Rồi. Từ lúc mà ăn đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Tuần lễ. Yêu nhau á, yêu nhau. Tuần lễ. Tuần lễ. Hay là lễ lắm. Phải 4 tháng là cưới rồi. Trời ơi, nó ao dữ dội luôn. Rồi cái lúc mà đám cưới thì là có suôn sẻ không? Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ xuống á, là trước ngày đó đủ gái chưa? Nghĩ sao mà ngày mai đám cưới đám hỏi người ta rồi bữa nay còn dắt người khác đi chơi vậy? Đâu có đi đâu. Thế sao đem cái gái nè? Nhắn tin thôi. Em nói là bây giờ trong tin nhắn là nhắn tin hỏi nhà em ở đâu, anh qua chở em đi nha Honey, vợ này nọ. Trời em điên lên lắm. Cái điên lên là em làm gì? Em đòi chia tay. Rồi anh nói sao? Năn nỉ, khóc rồi nói em bỏ đi tắm. Mẹ kêu là trời nó quỳ nó năn nỉ luôn á. Thấy thương lắm, tha nó đi này nọ. Mẹ nói tin đâu vậy? Cái xong rồi cái em của em cũng năn nỉ em giùm ảnh luôn. Rồi cuối cùng được á sao? Được chứ. Đến lúc ba em năn nỉ em á thì dữ quá mà chơi chơi quỳ. Em mới thành sợ mẹ năn nỉ ba. Năn nỉ giùm luôn. Chiêu khóc quá chị, ba em thấy khóc ba em tội. Thằng ba em có con trai mà nhà em ba đứa gái lận. Thành ra ba thấy tội quá. Cho nên ba mới năn nỉ em, tin ba một lần đi. Ba lấy uy tín trách nhiệm của ba bảo vệ nó lần cuối cùng. Không là em siêu phàm thiệt đó. Bây giờ chắc em về bên cưới về, giờ chắc bên gia đình vợ chắc cưng lắm hả sao? Dạ. Ba em thương ảnh lắm. Chị muốn hỏi bạn này nè, lý do gì mà em muốn cưới nhanh dữ vậy? Em đi chơi nhiều nhưng mà em thích một người nào đó phải hiền. Ít đi chơi. Tại vì mình đi chơi nhiều mình... Không, em nhiều khi em cũng đi chơi đâu anh. Thời đó 10 năm trước còn đi chơi chứ giờ hết đi rồi. Thì giờ thì nói chung là em vậy nên em thấy vợ em ok vậy thì em thích. Mà em thích thì em làm liền. Làm liền xin cưới luôn. Dạ. Em tính em thì em đi học xong về nhà em ở nhà thôi chứ không đi đâu chơi hết. Anh kiếm người theo dõi em mấy ngày liền á. Chứ đâu phải dễ đâu chị. Vậy hả? Kiếm thám tử theo dõi luôn. Thì qua bà nó ngồi 2-3 ngày vậy á. Rồi có thì phát hiện ra điều gì không? Sau mấy ngày đó thì ok, vẫn là đúng là như vậy. Thì em nói vậy gái gì cũng được rồi. Trời ơi, cưới luôn cho rồi á. Anh nói là anh gặp em là anh mê em dữ lắm. Anh không thể bỏ lỡ được em. Mà sau này mới phát hiện ra là đi canh chừng em vậy luôn chị. Vậy mà khi mà em biết anh canh chừng em như vậy thì cảm giác em như thế nào? Ai canh em thì canh, ai muốn tìm hiểu gia đình em sao cũng được. Em là vô tư. Rồi sau khi đám cưới em vỡ mộng về chồng em có những gì thay đổi không? Kể miên man luôn không hết chuyện. Kể như cái gì mà nó ghê gớm nhất á. Tiếp tục 4 tháng sau khi đám cưới á thì ảnh lại nhắn tin với cô gái khác nữa. Bữa nay dùng chiêu khác nữa. Là ban đêm thì ở với em mà cho nên nói ban đêm anh đi làm rồi. Em nhắn tin với anh ban ngày thôi. Mà ban đêm ai làm chị? Xong rồi cái còn ghen ngược với con bé kia nữa. Kêu là bộ em nhắn tin với trai sao nhắn tin với anh. Rồi này nọ, rồi em tức sôi máu. Cái em đòi chia tay. Tại vì hứa với em là không bao giờ nhắn tin với một người nào nữa. Lòng tin đặt thêm một lần nữa mà bị mất á chị. Rồi lúc đó là em không biết sao, nước mắt nước mũi nó chảy vàng vụ luôn. Tủi lắm chị. Rồi sao? Không có quỳ năn nỉ nào? Là ba năn nỉ, mẹ vô năn nỉ liền luôn khỏi quỳ. Mẹ em tách hai đứa ra hai phòng để nói chuyện. Em kêu là em kiên quyết rồi. Cái mẹ kêu là có phải là chuyện con nít chơi đồ hàng đâu mà muốn cưới cưới muốn chia tay chia tay. Cái là mẹ cũng phân tích là vợ chồng sóng gió cãi nhau đó là chuyện thường tình rồi. Cho nên cái gì bỏ được bỏ cũng chưa làm biết, gì vậy. Mẹ có biết là em muốn ly dị là vì ảnh chat với gái khác không? Dạ biết. Vậy mà mẹ, mà mẹ em thuộc dạng Á Đông chị. Kêu là phụ nữ là chăm nhà, chăm con, chăm này, chăm cuộc sống đình hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Thành ra mẹ nói là thôi cứ dùng cái bản tính của cái cách của con mà để uống nắng nó lại từ từ. Cái đó mới hay chứ hơn. Cái lấy nhau xong mà chưa gì ly dị nó đâu có hay nữa. Nó phải con gái của mẹ. Lúc đó em cũng còn thương chị. Ủa lúc đó vẫn còn thương mà bây giờ còn không? Dạ còn. Bây giờ vẫn thương chứ. Để em phải nói là tại vì em thương. Dạ, chứ không phải là lúc đó em còn thương. Hết hồn. Lúc đó còn thương, giờ hết thương. Giờ hết thương. Có những giây phút em hết thương luôn á chị. Tức quá mà không còn cảm giác thương yêu gì nữa hết á. Rồi sao? Sơn. Nói chung là em bình thường thì em chỉ nhắn tin chơi vậy thôi chứ thật sự là cũng chẳng có gì. Nhưng mà theo quan điểm của em á, tất cả mọi vấn đề đều từ tin nhắn mà ra. Tại vì ảnh quen với em từ tin nhắn không gian mạng ra. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ giờ Sơn lặp lại thêm lần nữa thì em có bỏ qua nữa không? Dạ chắc không chị, nghĩ cũng quá tam ba bận. Cũng không có thể nào mà cứ bị tha hoài vậy. Tại vì là em sống rất là đàng hoàng. Em nghĩ sao Sơn? Thì nói chung là cứ sợ là em này nọ không. Thật sự vợ em thì cũng ít ghen lắm. Nằm mơ luôn à, chứ không bình thường. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy. Em đi chơi với gái không? Mình thật sự em không muốn suy nghĩ là em thời gian nào để em đang đi chơi với gái. Làm xong là em đi về nhà chứ em không giờ mà em đi chơi bạn bè tụ tập thiệt. Hàng năm chắc được mấy lần á. Cái đó thì em xác nhận. Em thì em không có thích đi tụ tập vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Sao vậy? Sao vậy cưng? Em coi chương trình này nè, coi tới 2-3 giờ sáng cứ coi hoài vậy đó. Coi hết sao mà giải quay giờ có ngủ hay không? Em hỏi nhẹ nhàng lắm, chị Dân có đi ngủ không? Cái là bình thường mọi ngày thì kêu là tắt điện thoại ngủ. Cái nhiều khi biết bị ai nhập hay sao trợn mắt lên nhìn em mệt đúng đi này kia nọ, biết coi gì mà phải giật mình với em như vậy. Hồi nãy đó Sơn mới nói là coi chương trình Vợ Ông Sơn đó. Cái đó là muốn hỏi là hai vợ chồng em ai là người chủ động
đăng ký tham gia chương trình này? Ảnh, em có coi đâu mà em biết. Sơn muốn tham gia chương trình này với mục đích gì? Thì giờ em cứ nói là em đi chơi đồ này nọ hoài, giấu giếm quen người này người nọ. Giờ sẵn lên sóng truyền hình ai cũng biết. Ừ, anh có vợ rồi, khỏi mất công đi đâu nữa. Giờ có cô gái cô không được nữa. Đó là mục đích chính của em. Dạ đúng rồi. Anh đặt cọc em thôi. Bình thường á là cứ là nói em ừ sao che giấu về vợ gì. Nói thiệt em có vợ là em cứ la lên làng ai cũng biết á. Mà em xác định chừng nào có em bé? Chắc cũng phải 2018. Dạ em còn trẻ mà, 2-3 năm đó thành vấn đề. Có em già em sợ thôi chứ. Mấy cái đó là chiều theo ý của vợ đúng không? Chứ còn trong sâu thẳm trái tim của em thì em muốn có con không? Chung vợ em cũng còn nhỏ, lớn lên tí thì nó khỏe. Không dám đâu, em mà nhỏ em không có ở dẫn lâu được. Hồi xưa không dám nói với em một tiếng nào lớn tiếng hay trợn mắt bây giờ không? Trợn mắt lên nạt nội em là những người nào mà gọi mà nhầm số. Anh trợn mắt lên anh ghen chưa, em đó, lúc đó em chưa bắt máy, thằng nào gọi mà không chịu bắt máy. Sơn ghen dữ vậy đó hả Sơn? À, nhiều khi em cũng ghen lắm, mà ghen trong ngày chị. Ghen trong ngày là trong ngày thôi hả? Là sao? À, xong cái đó là thôi chứ. Bây giờ em còn có suy nghĩ là kiếm đứa nhân viên là đi theo dõi vợ nữa không? Nếu như trong trường hợp sau này vợ em đi làm. Nói chuyện đi làm nan giải với em luôn. Sao? Em muốn đi làm. Ảnh nói là đi làm thì em nắng nôi quá tội nghiệp em. Để đó cho ảnh mà em thiệt tính quen ba mẹ nuôi em là em đã cảm thấy em xấu hổ. Mà bây giờ đến khi chồng nuôi nữa thì em nói thiệt. Em cảm thấy như mình ăn bám cái này nọ gì á với chồng á. Gia đình chồng kêu qua làm em cũng làm luôn, em không thích. Cái xong rồi cái em cũng đi xin ở ngoài. Mà tính em thì ra nắng là em cảm thấy em mệt. Anh la lên là không làm được cái tích sự gì hết. Thế nên đừng có đi làm nữa. Mà nói câu đó thì em thấy mình còn vô dụng ác nữa. Thành ra em còn quyết tâm đi làm cho bằng được. Cãi nhau suốt cái vấn đề đó. Mà anh không muốn cho em đi làm hay sao? Dạ không muốn cho em đi làm. Hồi đó em xin vô làm thư ký văn phòng cho công ty kia kìa. Cái anh nói là làm thư ký bắt cặp đi xếp suốt ngày này nọ. Làm sao mà có chồng làm còn vậy. Cái là anh la lên cái nghĩ. Em thì em chồng thích em thôi. Có nghĩa là giờ em có ý định là em sẽ đi làm không? Dạ. Hay là em học xong em định đi làm. Và anh cứ nói là học đi rồi học nữa đi, học văn bằng 2, văn bằng 3 nó cứ đi học đi. Không sao đâu. Học tới già mà em mướn vậy. Là chồng nhà ở nhà rồi chồng. Dạ em ở nhà suốt mà nhiều khi em ở nhà quá em tủi chị, cứ lủi thủi mình ên á. Mà em có biết là vợ em có những cái tâm trạng vậy không? Có chị, nói chung là cũng có hiểu. Vợ em tính thì vợ em vậy á, tính hay suy nghĩ đồ này nọ, làm quá vấn đề lên thì phải. Thấy chuyện đó đơn giản lắm, đối với em dễ lắm, chuyện gì giải quyết không được đó. Em là đơn giản lắm, ví dụ như thích cái này, ok làm cái này, còn không thích thì thôi dẹp qua bên chứ đừng nói ví dụ em muốn làm cái này mà em sợ cái này. Thôi vậy thôi sợ thôi khỏi làm dẹp luôn đi. Tính em vậy á. Em thì nhiều khi em buồn thì là buồn vấn đề không phải nói được. Nhiều khi buồn ảnh thì cũng vậy hay là buồn gia đình ảnh cũng vậy làm sao em nói được. Xong rồi em chỉ nói là em buồn quá bực mình hay sao á. Ảnh nạn cái em tủi khóc liền. Không bây giờ tóm lại điều em mong muốn ở Sơn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ảnh là đừng có mà nói chuyện với em thô lỗ cọc cằn. Kiểu mà trợn mắt lên nói chuyện với em, quan tâm em xíu là em cảm thấy ok. Có mong muốn là sau này ảnh phải ủng hộ em cái việc đi làm bên ngoài không? Đi làm thì em chắc chắn phải đi làm rồi. Để còn lo gia đình của em, rồi lo gia đình của hai vợ chồng sau này nữa. Chứ làm sao mà cái kiểu mà cứ ngồi sau lưng chồng ăn mà nhiều khi cầm tiền chồng mà cũng rưng rưng nước mắt sao chị? Cái đó em sợ lắm. Thế em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Nói chung là ít nhõng nhẽo, là ít nghĩ sâu xa hay là làm quá sự việc lên á. Nói chung muốn gì thì cứ nói, giải quyết lẹ. Trời ơi chị thấy gì nè, chồng em á, thứ nhất là lớn tuổi hơn em. Nhưng mà ảnh á thì lại, con người ảnh lại đơn giản. Không có phải là cái kiểu mà bắt mọi người phải đón ý mình. Cái dạng đúng kiểu là cái người mà nghĩ sao nói vậy. Đó, còn em á lại là muốn chồng là ông bụt phải hiểu ý của mình là muốn cái gì. Chứ còn không có muốn mình tự nói ra. Tại vì lúc đầu anh phải tự hiểu em muốn cái gì. Đó, lúc đầu á. Phải, tại hiểu quá nên biết cái vấn đề nó chẳng là gì hết á. Vì làm quá lên thôi. Thì đó, ở đây cái vấn đề đó nó va chạm là ở chỗ đó. Còn á, cái cam go của em ở đây là đã cái người mà hay suy nghĩ mà em để cho ở nhà từ sáng tới chiều á, là cái sự suy diễn nó tăng lên gấp 10 lần cái người bình thường. Trong em nhà. Hiểu không? Thì bây giờ á, cái việc của tụi em á là em đừng có nhốt nó từ sáng tới chiều. Không, em cho đi mà không đi. Nghe là đúng là em sợ vợ em tiếp xúc ở ngoài á, sợ chưa có quen va chạm á, cái điều đó là đúng. Nhưng mà sợ là một chuyện, nhưng mà phải cho va chạm thất bại một hai lần á thì mới lớn lên được. Vấp ngã đi rồi em sẽ trưởng thành thôi. Rồi, về cái đi ai trong. Em đâu có gì đâu, phải về hả? Thường là em chỉ có ôm và hôn vậy thôi. Đó, ôm và hôn. Đó, thể hiện. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá. Ủa gì tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá, tưởng chú quen ta không à. Không phải, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả? Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em cũng biết ngồi vừa. Gì hả? Không có chịu không? À không, ngồi này được. Không là tôi cho lên kia thôi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương hả? Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng,
Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31. 31. Là Dương. 31. Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Hiểu rồi. Dạ vâng, con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cục điện. 3T bánh mì. Con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Thôi nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi rồi. Mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định thôi luôn. Khổ thân thằng bé. Ôi rồi. Đúng rồi, con đi ăn nhiều lắm đúng không? Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không? Mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không? Đó Hoàng. Dạ không, con em cháu là béo tìm lăng rồi ạ. Béo tìm lăng. Thí dụ như là ở miền Nam đi, dạ, thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chưa đến. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy ở Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Thôi giờ thì thịt bò, những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò một nắng Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có mình, cách bảo quản đóng thùng xốp chứ, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi đi cho đảm bảo. Đó, chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi, kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Gia đình. Chú phải hỏi chị. Chị à. Bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Sao là thông dịch viên đó. Chứ sao nó không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô mà sẽ phiên dịch cho con. Và con đại diện là Hoàng. Hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này. Thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác nha. Đó. Không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi, mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải chống. Đúng rồi, đó là hy sinh đẹp trai đó. Cũng có thiệt thòi cho vợ, mình đã lỡ rồi, mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là... Anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con... Trẻ liền. 3 phút 15 giây. Tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên gặp nhau nè. Lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ, con bảo trời ơi sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng, của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là gì? Dạ đấy là công ty để dành ra. Rồi sao nào? Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen.
thì là thì con thì là con cũng thích thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà bạn có thể sai sự thật thế nào? Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con rồi nó đi xuống liền. Đâu, vừa về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Ừ. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon kho. Men xuống dưới kho. Vâng. Để mà gặp con mà cứ xin đồ ăn. Xin, ngày xưa con quản lý là quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Bạn mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Vâng. Thấy còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiều chê. Anh đi. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu tiên đâu. Một hai ba lần đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó đâu thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi. Học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân thân, không được không nhớ. Thế là đấy, con cũng thuộc mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì biết sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm. Thế từ lúc đấy là mất liên lạc. Nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi, nhưng mà cũng không để ý. Lúc đấy chắc còn nhỏ đúng không? Tại con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà mất đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè, ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghĩ vậy? Dạ thì là cũng như bạn này, bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi, thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đây là mình bảo thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Đây là thôi, con cũng coi như là thôi. Không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Còn trong thời gian đó con đi đâu? Con làm cái gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các mỗi con lại gặp lại nhau? Dạ. 75 75 55. Tầm 55 là xong rồi. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ, con không lấy vợ, con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không, vâng, mình ở vậy gái làm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Đấy là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ. Trước đây tức là tự nhiên phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động. Con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang
mới chia tay được 3 tháng, nữa cũng được 2-3 tháng. Lúc con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc chỉ có chơi điện tử, lúc là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là À ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng không sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu Vĩnh Dương á. Không phải lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tôi làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình nó có hình đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì... Đâu gái một con trong mòn con mắt chứ con làm sao vậy? Con đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ... Gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là đến từng tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình là đồn đập như nào, lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, tự nhiên đến lúc mà anh đến gặp lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà lúc gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi ta đấy tại vì chưa tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ cũng cả chú Thuận con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm nên mất là cũng thôi nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là chống trải thật lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là đưa quyết định mới là cái lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương trân trọng trân trọng và thương đúng không với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không. Dạ vâng đúng lúc đó là chưa đi đúng không phần nhỏ lúc đó chưa đi đang đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng mới là xong biết chia sẻ có câu chuyện của bạn này chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không là có thương cũng thương đó thương rồi sao rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ khăng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn con chia sẻ sống gấp vậy ạ. Sống gấp. Cũng khá là chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Mà biết là bọn con gặp lại nhau thì là chỉ có mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để ngày đấy nói chung là cũng tranh thủ thôi. Vợ con thì làm cũng xa. Cách nói chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, mà từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ cũng vừa là lý do để mình tán gái vừa là lý do ở gần nhau thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà vâng thế rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân cũng không muốn cái gì ngại vấn đề đó nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không gia đình lúc đấy là chưa biết lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? Không bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý con không hiểu là sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Vâng, ngay chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh chị báo là cùng đăng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo đỡ bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, có đâu cả. Thì lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng vâng. Giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm mỗi công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu ấy, con đi sang sinh lúc ấy là shipper nó vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì đâu có. À không, mới đầu. Khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không, chưa cái lúc mà bên sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ.
con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn 1 năm mới lên bờ. Vâng vâng, không nhưng mà tàu vẫn về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi. Nữa gặp lại nhau, em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhau. Yêu một lần rồi, yêu là chia tay rồi. Ừ. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái kiểu giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều cái ly kỳ. Không, nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, bất hạn liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn 1 năm bạn đi tàu thôi mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng rồi. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó em cũng con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Vâng vâng. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ lúc đấy. Sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là ngày đi là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà. Thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới có quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ ấy, thì là bạn ấy có thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì con thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có như bên Sinh người ta có những cái món đồ đó gọi ship hàng á. Vâng, ship hàng mấy năm trước ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì không, lúc đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Thực ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là nó đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn cũng nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ con ha. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên là mình cũng muốn là
mình muốn nó phát triển, đưa lan tỏa nhiều hơn công Việt. Tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship, xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Đấy, quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ui, hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi mình bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng rồi. Cái xoài keo, em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu à, ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy thì lúc đấy lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản mà, cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi, giờ quá ok đúng không? Không là hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu à? Đấy. Vô đây coi như là thẳng dũng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con hay là? Dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé trai. Chị biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ố rồi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm hả? Thèm con bé thì mẹ. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con nói là gia đình chấp nhận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là cuộc sự phấn đấu để nhắc con phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng, tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm chỉ mong là đi tàu, thì bây giờ nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trang. Cao lắm ấy nhỉ, nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Bây giờ để đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông, và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên, mình là mình phải làm chủ, làm shipper, tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ta ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả, thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship, người ta gọi là xe ôm. Xe ôm mà thật ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở, thế là bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó, tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi, chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó rồi thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích, là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con. Ở bên cạnh đó là có tôi thấy được bạn này cũng thành công đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đúng xong không? Tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì giờ chưa được sống rồi. Không phải qua chương trình đó thì mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình một cái tuổi thân, vâng, tuổi thân là tuổi thân là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định định bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng, để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con lại khó chịu ấy. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm. Chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc. Nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi, là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng nó cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì, bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa.
về quần áo thì đi gặp ví dụ này là khi nào thiếu rồi, khi nào không có cái gì để máy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài, chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, đúng không, tay cũng xoắn xoắn nha, xoắn là nhiều tóc ù ù miu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình, ngày nào cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Bạn bè thì có nhiều không? Đấy, bạn bè vợ con thì rất ít, ít thật sự, tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt, nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài bạn bè thì khả năng là hơi là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Dạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em ấy, gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái, con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng đó nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Đúng. Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên là nhà con thì vợ con cầm hết. Có tính thu hết tiền con không? Không không, con phải thu, con tự nguyện mà, con thấy cầm tiền vừa. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, nó không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu ạ? Ôi trời ơi. Chị nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền à? Không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ, cầm với trả tiền nhá, đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng, đấy. Chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Mệt ra chi tiêu, mệt. Mình đã béo rồi, xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Tức chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi được mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng người cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? Nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại lại thủ trước đúng không? Chứ có phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. Nhưng mà con không cần cho nó tiền gì hết. Vâng, không cần. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Còn khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? Không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại để mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng không? Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ ngại mà nhiều lúc mình cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi, vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con thay đổi là bớt tăng công chức việc lại, mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống con đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con live stream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có ạ, lúc live stream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là live stream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi, mình sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, đấy là khác. Lúc live stream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Đúng rồi. Còn đến lúc cá nhân mua công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Lúc làm thì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Như vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Dạ, đó, sau công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện là đây, vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng. Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà nói, anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. Là giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ, với con thì
mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa chồng... chưa con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con... gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là cái gì? Nhận. Không, vâng đúng ạ. Đó, không biết kiểm soát bản thân mình. Không kiềm chế được. Không kiềm chế được. Dạ vâng đúng ạ. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Tức là lúc mà mình điên lên là mình phải điên. Ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.